Chia Chào hả? các bạn đến với kênh Vừa Mang Lai .com. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay vườn dừa đang thu hoạch cho các bạn xem nha. Hỏi bạn xem. Ủa, hôm nay tôi có mua thuốc theo mấy ông thợ nữa nè, không? Rồi. Ở đá có quẹt không ta? Mồi thuốc đó. Mồi chảy nó đang thôi ấy chảy. Mồi giùm tao điếu đi, tao đang ấy rậm được. Nè. Để cho anh em hút. U, quả dừa đẹp ta. À, quả này chứ không có lội quá, không có dạt quá. Đợt này không có dạt. Quay bên đây ha. Này cây này cho hai buồn quá. Đây gặp lại chuyên gia cắt dừa nè. Trùm cắt dừa. Màu đẹp quá, ba màu đỏ đẹp quá ha. Rải đầu trâu không hả? Nay màu đẹp ghê. Phân cá là gì? Phân gì? Phân thùng hả? Thùng hả gì? Phân ấy chứ. Cá ủ hả? Mà nó phơi đàng hoàng luôn. Nó vô viên đàng hoàng luôn. À. Cái viên nhiêu bao? 170 miếng, 70 ngàn. 25 kg hả? 25 kg. Nó xài hiệu quả không? Đó, xài đó, được hay đó. Không nói cái này có chừng mấy đợt trước à. Bơm mấy đợt trước. Tao xài nay là cũng 3 tháng rồi. Phá quả dừa đẹp. Quả dừa đẹp ghê. Hai quả ha. Quá dừa này vừa chứ này sổ ít xỉnh à, sổ không có, có ít xỉnh. Đẹp hơn dừa của anh Tư. Từ anh Tư sao kìa, ông phân này dừa dữ lắm mà ta. Phân dữ lắm. Quá quá là đẹp luôn. Đội đầu luôn. Ờ, trái dừa. Sáng hộp ha. Đói thì mình ăn thôi. Trái nào cũng như trái nấy rồi. Trái này làm như bằng người muốn bằng người ta luôn trời. Hả? Làm như muốn bằng người ta luôn á. Hả? Ờ, muốn bằng người ta luôn á. Có này cái 7 cái 8 luôn, bự quá trời bự luôn nè. Quá trời quay vừa nó đẹp. Cái kia là mấy gốc dừa dứa đúng không hả? Dừa dứa không hiệu quả. Này mấy gốc dừa dứa trồng không hiệu quả đúng. Cũng trồng lại Mã Lai. Dừa trồng ở vô bán được khu du lịch kìa ha. Bán được khu du lịch mới ngon. Đây là nguyên cái hàng dừa dứa của ông chủ vườn trồng không hiệu quả. Đốn bỏ trồng lại Mã Lai. Đây. Những gốc này gốc cây dừa dứa. Trồng không có hiệu quả nên đốn bỏ thay lại Mã Lai.
quá, hoài nào hoài nấy hết hồn. Bằng bằng cái trái bằng như dừa ta vậy đó Mã Lai nè, bằng như dừa ta luôn á. Hả, đứt ngọn hả? Ông có xài phân như anh không? Không, có xài phân dụng với lại 20-15. Nói được dụng nhiều quá. Lắc cái dụng có ơ gì rồi đưa bỏ. Phân cá hả? Anh mua ở đâu? Hàng nó mua dụng ta. Vô phân cá chuyện vô Thanh Long á. Phân cá Thanh Long anh mua ở đâu ta? Nếu nó mua đâu, Thân Thiện cho chở xuống. Dữ vậy hả? Thân Thiện nó có xe nó chở xuống. Nó vừa đẹp quá. Tròn nó đã không? Cắt dây mới mê nè. Ý là nó đeo mà cây nào cũng đeo một hai bộ dừa giống không? À, trời ơi, trái này chứ sao đợt này trái bằng như trái dừa ta luôn á. Hai quậy luôn hả? Ủa mới 2 mấy ngày quất luôn à. Hoài không nhiều, hoài chừng chục 10 mấy trái thôi ha, là trái nó đẹp. Còn mà hoài 20-30 trái, 30-40 trái. Rồi ơi hoài nè. Má mì ra hả? 2, 4, 6, 8, 10 ở chục dừa, bài này chục dừa. Ngoài nào ngoài nấy hết hồn còn quay. Wow, dừa to. Đây là mấy cây cây dừa dứa nè, dừa dứa chủ vườn trồng thấy không hiệu quả, khó hơi khó bán, cho nên loại bỏ trồng lại dừa Mã Lai. Đó. Đây là nguyên hàng dừa dứa nè, mấy hàng luôn. Trồng không hiệu quả cho nên loại bỏ trồng lại dừa Mã Lai. Mã Lai trồng trái nó đạt hơn. Ủa ngoài ngoài kia cũng mấy hoài hết hồn ta. Ê chết cha, hoài này bị hư không ta? Bị gãy cổ không? Hoài bên đây nằm bị gãy cổ không? Hoài này bị gãy cổ quá. Cái này mấy cái này ít ha. Đây là cái vườn vườn dừa chuyên khai thác dừa tươi nha bà con. Hôm nay mình theo chân những anh thợ cắt dừa. Cắt dừa Mã Lai bán đi Gia Lai. Nay ở Gia Lai chào các bạn ở nha. Gia Lai các bạn hàng. Đăng ký kênh của mình.
để xem tiếp tục vườn dừa mãi mãi kế tiếp.